sầu riêng 135 ngày, cơm sượng nước thì cần làm gì? Bên trên phun bột lên cơm của ông Khánh, bên dưới đổ thằng magic cho ông Khánh. Về nguyên tắc sượng nhẹ là ok, còn sượng nặng thì cộng thêm cho ông Khánh là bỏ thêm dolomite hoặc là magie khoáng đấy, hoặc là magie xuân phát cho ông Khánh. Bên trên phun thêm canxi silic để rút nước ra. Một cái khi mà phun bộ lên cơm thì cơ chế bộ lên cơm là sẽ giúp cho dàn lá đẹp hơn, khỏe hơn, tổng hợp được dinh dưỡng nhiều hơn, quang hợp được tốt hơn. Khi dư dinh dưỡng thì đủ nuôi sự sống cho cây, thì bắt đầu có phải là cây nó sẽ bơm dinh dưỡng vào trong trái, bơm tinh bột vào trong trái được không ạ? Và bơm tinh bột vào trong trái rồi thì câu chuyện là tinh bột nó đầy lên thì nước nó cũng sẽ đẩy ra. Nhưng đối với trường hợp là sượng nhẹ đúng không? Còn sượng nặng thì phải kết hợp theo cả cái pha đánh canxi và silic dùng em Khánh để nó rút ngược trái ra. Một bên thì rút, một bên thì bơm vào. Thì hai cái pha đấy gọi là hai môn phối hợp thì nó mới đạt kết quả cao. Được không ạ? Đấy. Thì nó mới đạt kết quả cao nhá.